Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này thì Nhất sẽ hướng dẫn bạn cái cách thiết lập website đối với một cái tên miền khác, đúng không ạ? Cái tên miền ở nhà cung cấp khác. Ví dụ ở đây là tên miền ở Namecheap, thiết lập website trên HostAmada. Thì cái cách làm như nào thì các bạn hãy theo dõi cái video này. Thì đầu tiên, đúng không ạ? Các bạn hãy truy cập vào cPanel của HostAmada, đúng không ạ? Đó, các bạn truy cập vào cPanel. Đăng nhập nhá, đăng nhập vào tài khoản Hot Amara rồi truy cập vào cPanel. Tiếp đến thì các bạn truy cập vào tài khoản quản trị tên miền của Namecheap hoặc là bất kỳ một nhà cung cấp tên miền nào khác. Rồi các bạn sẽ làm như sau. Ở cái phần Namecheap này, đúng không ạ? Các bạn click vô Manage. Đó, đúng không ạ? Rồi các bạn click vô cái phần DNS này. Rồi các bạn kéo xuống cái phần này, đúng không ạ? Thì bây giờ thì chúng ta cần phải chọn tên miền về hosting để tiến hành thiết lập. Rồi ok, quay trở lại Hot Amara. Với cái giao diện cPanel này thì chúng ta sẽ tiến hành copy sao chép cho Nhất. Rồi ở cái phần này thì các bạn add vô đó, add record đúng không ạ? Sao sao cái phần này các bạn sao, các bạn cứ làm theo Nhất hướng dẫn đúng không ạ? Dán cái địa chỉ IP vào đây và tích. Rồi tiếp tục tiếp tục tiếp tục các bạn click vô as new record, rồi record a record đúng không ạ? Ok, a còng đúng không ạ? Tiếp tục, rồi một bản ghi nữa, w đúng không ạ? W, rồi tiếp tục, rồi lưu lại. Rồi các bạn ok, các bạn thiết lập ba cái bản ghi này, vậy là xong rồi đúng không ạ? Vậy là xong rồi. Rồi các bạn quay trở lại cPanel và các bạn thiết lập như bình thường đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta thử test cái tên miền này. Ok, test thử cái tên miền này, rồi dán ra đây và enter. Đó. Cái tên miền này thì nó chưa được bảo mật này, đúng không ạ? Chưa được bảo mật. Thì bây giờ cái công việc của các bạn sẽ quay trở lại đây và bảo mật. Đó. Tức là chưa cấp chứng chỉ HTTPS đúng không ạ? Vào cái phần domain. Đó, domain đúng không ạ? Các bạn lưu ý nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thiết lập cái chứng chỉ HTTPS. Đó, đây. Đúng không ạ? Như này là đã thành công rồi này. Để chúng ta sẽ tiến hành thiết lập bằng cách click vào đây để cho nó tự động thiết lập chứng chỉ HTTPS, và cái công việc của bạn là cài thôi, đúng không ạ? Rồi trong thời gian chờ đợi thì Nhất truy cập lại một cái giao diện cPanel khác này. Đó. Rồi các bạn click vào File Manager để kiểm tra nhé. Đó. Ở đây thì nó sinh ra một cái thư mục này. Đó. Để lưu trữ cái website của chúng ta ở đây. Và công việc của các bạn bây giờ là thiết lập như bình thường thôi, đúng không ạ? Thiết lập như bình thường như là những gì mà Nhất đã hướng dẫn các bạn. Đó, các bạn truy cập vào trang YouTube này. Truy cập vào trang YouTube, gõ Free Center. Gõ Free Center đúng không ạ? Đây các bạn click vô kênh này cho nó dễ đi, đúng không ạ? Rồi các bạn tìm kiếm cái video này này. Các bạn tìm kiếm cái video cách thiết lập website trên Hosting. Đó, các bạn làm theo, đúng không ạ? Đó. Như vậy là xong rồi đó. Đấy, nó màu xanh rồi các bạn. Đó, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ tiến hành thử truy cập lại, đúng không ạ? Thử truy cập lại. Rồi ở đây chúng ta để https 2 chấm xịt xuyệt. Vẫn chưa được đúng không ạ? Vẫn chưa được thì các bạn hãy quay trở lại đây, các bạn thiết lập lại một lần nữa. Quay trở lại trong cPanel. Rồi, thiết lập lại một lần nữa đúng không ạ? Đây, cái này nó vẫn chưa được đây.
cái công việc của các bạn là theo dõi cái video này và các bạn thiết lập theo thôi, đúng không ạ? Đây các bạn kéo xuống dưới đây, kéo xuống dưới này, click vào WordPress đúng không ạ? Và các bạn click vào Install Now. Đấy các bạn thiết lập, đây cái tên miền nó đã có mặt ở đây rồi này, đúng không ạ? Cái tên miền này các bạn thiết lập trên cái tên miền này. Đây các bạn thiết lập trên cái tên miền này. Rồi ok. Rồi như vậy là xong rồi các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công.